Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh channel của mình. Hôm nay mình xin phép trình bày một cái video nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho người dùng. Thì chủ đề của video này là các nguy hiểm khi mình download một cái file không rõ nguồn gốc lên cái điện thoại mà mình đang sử dụng. Vì trước khi bắt đầu với lock thì như thường lệ, nếu như bạn thấy video này có ích thì xin vui lòng để tặng một like, đồng thời subscribe kênh và nhấn vào chiếc chuông nhỏ nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi mình ra vlog mới nhất. Nào, mình cùng bắt đầu nhé. Ok, cũng như tiêu đề vlog và cái lời intro thì Bảo cũng xin giới thiệu với video này là video về chuỗi nhận thức an toàn thông tin, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho mọi người cũng như cho cộng đồng. Thì cái bài demo này của Bảo là một cái bài hết sức basic, tuy nhiên ở ngoài đời thực nó vẫn còn có những cái hiệu quả nhất định đối với những người mà họ không để ý về cái mức độ an toàn thông tin của họ. Thì trước khi bắt đầu vlog thì xin phép cho Bảo được phép tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về mặt pháp lý. Người xem sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng thông tin từ video này cũng như bài demo này. Các bài demo cũng như video này nó phục vụ cho việc giáo dục cũng như là nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, chứ không nhằm chia sẻ các công cụ cũng như là hướng dẫn người khác tấn công một ai đó. Rồi, ok, khi mà các bạn đã chấp nhận xem cái video này thì các bạn sẽ tự chịu trách nhiệm hoàn toàn với các việc các bạn làm, không ảnh hưởng gì tới những cá nhân cũng như là những cá thể nào ở ngoài xã hội này. Chúng ta chỉ nên dựng lát mà thôi. Rồi, xin phép được bắt đầu như sau. Thứ nhất là cái việc mà xã hội ngày càng phát triển, điện thoại di động cũng như các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android là một cái hệ điều hành nổi tiếng nhất trên toàn thế giới hiện tại và nhiều người tiếp cận nhất. Thì lúc này nó sẽ có những cái rủi ro nào hay ra sao, và nếu như chúng ta cài một cái ứng dụng ở bên ngoài á, ứng dụng không rõ nguồn gốc á, thì chúng ta sẽ bị những cái vấn đề như thế nào? Thì trong bài demo này Bảo sẽ demo một cách đơn giản nhất, đứng về từ góc độ của người tấn công cũng như là người bị tấn công, thì họ sẽ có những cái cảm giác như thế nào, hoặc là họ sẽ có nhìn nhận được cái điện thoại di động hoặc thiết bị di động của họ nó ra sao. Thì lúc này hacker, bên máy hacker sẽ là một cái hệ điều hành tiếng đó là Kali, là nó Kali. Ngoài ra nữa thì Bảo cũng đã chuẩn bị sẵn một cái file gọi là game APK, thì cái file này đã bị can thiệp vào cũng như là bị cài Trojan. Rồi lúc này người tấn công sẽ dẫn dụ chúng ta làm sao download được cái file này về và chúng ta cài đặt nó thành công lên máy của nạn nhân. Thì lúc này ở bên máy hacker cần phải thực hiện việc gì? Thì hacker sẽ gọi lên một cái ứng dụng. Sẽ gọi lên một cái ứng dụng, nó được gọi là MS, xin lỗi, MSF Console Beta Exploit Framework. Thì lúc này khi mà đã stack lên được cái Meta Exploit như thế này rồi, chúng ta sẽ sử dụng những cái phương thức cũng như là các câu lệnh cơ bản như bên dưới như thế này. Sau đó thì mình sẽ vào được trong cái trình deploy và mình sẽ set những cái thông tin payload thiết bị cũng như là những cái nền tảng mà mình muốn lắng nghe. Thì trong trường hợp này Bảo đang demo là một cái thiết bị Android. Reverse thì Bảo sẽ reverse cái gói tin TCP. Lúc này khi đã set ra như vậy rồi thì Bảo sẽ set tới cái phần máy tính nào sẽ được lắng nghe này. Thì trong trường hợp này cái máy Kali của bài lab nó sẽ có IP là 100.73, thì ở ngoài đời thật thì chúng ta sẽ không thể nào lấy được cái IP private này mà đi tấn công ai được cả, nên những cái phần đó các bạn phải có thêm các kiến thức. Nhưng trong cái video này là Bảo đang muốn chứng minh rằng là nếu như mà chúng ta cài nó sẽ bị những cái gì, mình bảo sẽ làm cực kỳ đơn giản bằng cách là làm trong cái local của mình thôi, tầm đến 73 ha. Rồi trên cái con Trojan đó của Bảo thì Bảo cũng đã xét một cái bọt backdoor về bọt 44, thì lúc này máy hacker sẽ lắng nghe cái bọt 44 đó và lúc này hacker tiến hành run cái payload này lên. Thì mọi người sẽ nhìn thấy được rằng là nó đã bắt đầu stack lên cái TCP handler để nó lắng nghe cái gói tin TCP ha. Lắng nghe có tin TCP à, cái này mọi người đang khó nhìn đúng không? Đây. Rồi vậy đi cho mọi người cùng dễ nhìn ha. Thì khi mà start cái gói tin này lên thì giả định rằng là Bảo đã có chuẩn bị sẵn
một cái điện thoại Android như thế này và đã dẫn dụ được thành công người dùng, họ làm việc cũng như là họ đang tương tác với cái điện thoại này mà đã có cài ứng dụng của mã đọc. Thì khi kích hoạt cái ứng dụng này lên thì mọi người sẽ nhìn thấy ngay lập tức cái phần mềm bên máy tính của hacker đã có được thông tin của người dùng. Nó đã có một cái session ở đây được mở ra và gọi tới cho máy của hacker. Và lúc này chúng ta sẽ làm được gì? Thì trong trường hợp này mình cứ xài như bình thường thôi. Thì đầu tiên khi mà mình vô được như thế này thì nó có thể xem được thông tin máy tính của mình hoặc là mấy cái thông tin thiết bị di động của mình đây. Thì nó thấy được đây là Android chính ha, Android chính. Còn nếu mà mình muốn biết thêm thì hacker đơn giản là để chấm hỏi rất nhiều các câu lệnh. Và tôi sẽ xem được cái gì? Ồ, tôi có thể ở đây tôi có thể lấy được thông tin về mặt sổ tay liên hệ, có nghĩa là số điện thoại trong cái này thì thực hiện câu lệnh là đâm à, đâm tắt. Lúc này khi mà hacker đã thực hiện được như thế này rồi á, là trên máy của hacker đã có một cái file nha, bảo nó mở cái cửa sổ mới đi rồi đây cái file đâm, mọi người sẽ nhìn thấy là nó có cái số điện thoại này, nó có tên người đây, có số điện thoại, có tên người đây, cũng như chúng ta đã bị lấy được toàn bộ cái danh bạ. Cái này tất nhiên là trong môi trường demo bảo chỉ để một cái thôi. Hoặc là lúc này mình sẽ lấy cái tin nhắn đó để mở về luôn. Rồi lúc này khi mà mình lấy được cái tin nhắn đó để mở đó thì mình sẽ ở đây mình sẽ thấy là mất đùm, nó cũng sẽ đọc được cái nội dung cái tin nhắn của mình, thì bảo có để một cái tin nhắn test ở đây, đây nội dung của tin nhắn nha, ngày gửi địa chỉ gì đó rất là nhiều thứ khác nhau. Rồi thì chúng ta làm được những cái gì đó thì lúc này chúng ta coi danh sách là bên nhóm bên cái màn hình của hacker có thể cài đặt được từ xa một cái file APK khác mà hacker muốn dẫn dụ tới. Chúng ta có thể list ra các ứng dụng được cài đặt ở trên cái điện thoại này bằng cách là app list. Rồi mình sẽ có rất là nhiều các ứng dụng ở đây đã được đưa ra cài đặt, Facebook, FM, radio, Conlog, mọi kiểu nhìn vô là sẽ biết ha. Rồi, vậy thì ngoài ra vậy thì hacker còn lấy được gì? Có thể lấy được cái call log, có nghĩa là cuộc nhật ký cuộc gọi của chúng ta nè. Lấy được các địa chỉ chúng ta này, trong trường hợp này thì bảo cũng chưa thử cái này, sẵn tiện quay video. Thử cho mọi người coi lấy được cái địa chỉ không? Đây. Nó lấy chính xác được cái địa chỉ, thì lúc này mình bỏ cái này lên là mình sẽ biết được cái địa chỉ của cái điện thoại ha. Rồi. Ngoài ra nữa thì nó sẽ có record được cái mic của mình nè, nó lấy được âm thanh nè. Rồi nó sẽ xuất hiện được cái webcam list nè, nó sẽ chụp hình màn hình screenshot lại nè. Thì ok, mình sẽ screenshot với Android host pilot. Ok, thì là có thể là nhiều khi chúng ta sẽ không có được webcam và webcam list coi lấy được cái gì nè, phần ha. Thì lúc này nó sẽ có một cái nữa là gọi là webcam snap, là chụp để coi nó chụp được cái gì ha. Rồi ở đây thì khá là may mắn là chúng ta thấy, nhưng đây nó đã lấy được hình ảnh của Bảo được chưa, chỉ cần mình cầm điện thoại lên mình xài này đó. À, xin lỗi, đây chụp cái camera trước. Ồ, nó ra được cái này. Rồi rất là nhiều thứ mà chúng ta cần được giấu đi nhưng rốt cuộc nó lại chụp lại được hết cho chúng ta, và nó cực kỳ nguy hiểm, rất là nhiều thứ chúng ta không muốn bị lộ ra cũng như chúng ta cũng không muốn nó sẽ như thế nào. Rồi mình sẽ thử lại xin sót ha, không có xin sót này, mày quá. Rồi chấm hỏi coi nó làm được cái gì nữa. À, lúc này để mình coi coi là xin share cơ, xin share đây. À, nó được nè, nó được nè nha, tính ra là nó được chứ không phải không đâu. Nó chạy lên như này thì Bảo sẽ demo một cách khác, đó là Bảo sẽ stream cái webcam này lên để cho mọi người cùng coi coi là thấy được rất là nhiều thông tin khác. Ok,
cái nào được. À đây rồi, được một cái, thấy được cái bàn phím của Bảo nè nha. Nó có thể lấy được rất là nhiều cái thông tin mà mình không thể biết được, mà trên cái điện thoại của mình nó không hề có bất cứ một cái cảnh báo nào cũng như là các tương tác nào mà nó có thể giúp mình biết được cái chuyện gì đã và đang xảy ra với mình ở đây. Ngoài ra nữa thì nó còn cho mình drop một cái cell hoặc là skill với comment có EF config nữa. Rồi. Mình sẽ lấy thông tin coi, EF config. Đây, có nhiều ha. Có rất là nhiều cổng, nhưng mà mình sẽ lấy được cái thông tin về mạng LAN nè. Nó có những cái giao thức khác nữa, có được rất nhiều thứ. Rồi, thì đây là một cái phần live demo cũng như là tương tác với thiết bị thật cho Android. Và nãy giờ cái thiết bị này của mình nó là một cái thiết bị test của mình thôi, mình không để ý tới nó, nhưng mà đâu đó thì mình đột nhiên nghĩ ra là cứ quay một cái đi cho mọi người cũng thấy là nó bị gì hay nó bị như thế nào. Rồi thì đó là về phần quay demo của mình về cái cách tạo ra cái con Trojan đó nó sẽ như thế nào. Thì bây giờ Bảo sẽ demo cái phần tạo ra được một cái con Trojan cho mọi người cùng nhìn thấy coi là cái cách thức để tạo ra một con Trojan nó dễ như thế nào và nó được chia sẻ đầy rẫy trên mạng đó. Thì vấn đề lúc này là chúng ta phải cực kỳ cẩn thận. Rồi cũng sẽ quay lại với cái con Kali của mình. Thì lúc này mọi người sẽ nhìn thấy được rằng là mình sẽ có một cái file game APK như thế này, rồi Bảo cũng có một cái file khác nằm ở đây đó, file khác nằm ở đây và tiến hành copy nó một cái bản khác rồi rename nó. Thì ví dụ như đây là bản gốc đi nha, cái này là cái bản gốc rồi, mình sửa lại làm cái tên được gọi giống như là gọi là test đi, biết đặt tên gì hết, đặt tên test đi. Rồi thì lúc này mình sẽ làm cái file test này, nó có cái con Trojan ở bên trong cũng như là các setup mà mình cần thiết để mình có thể khởi tạo là được nó. Thì lúc này mình sẽ thực hiện một cái câu lệnh nó được gọi là MSF V5 và cái mã đọc vào V5. À, rồi mình sẽ cần phải thực hiện nó với quyền của sudo với một phần payload trừ b. Đây là mình sẽ làm cái payload, làm cái Android, mình gọi tới phần của Android với cái việc gọi qua giao thức TCP, à, gọi qua giao thức TCP. Rồi câu lệnh này cũng chưa đủ đâu ha, mình sẽ tiếp tục mình set cho nó một cái host. Làm sao set được cái host này? Cái host này chính là cái địa chỉ IP mà mình mong muốn cái người nạn nhân gọi tới. Thì trong trường hợp này nó sẽ là 100.73 và mình set luôn cái bot của mình, ví dụ như là bot 444 là một tử đó. Và đồng thời mình sẽ cho nó vào, nó ghi vào, nó output vào cái file này. Thì trong trường hợp này của mình đó, thì nó sẽ là phần test.apk. Rồi lúc này mọi người sẽ nhìn thấy nguyên toàn bộ câu lệnh mà Bảo đã được thực hiện. Và đồng thời mọi người sẽ thấy được rằng cái việc tạo ra lúc này nó sẽ cực kỳ đơn giản mà một câu lệnh này thôi. Và cuối cùng nó báo ra thành công. Lúc này chúng ta sẽ tìm cách làm sao gửi được cái file test.apk này xuống máy của nạn nhân và bắt nạn nhân cài đặt vào. Và khi nạn nhân cài đặt vào là chúng ta đã chiếm quyền được điều khiển được cái máy Android đó. Rồi, hy vọng rằng là cái bài demo của Bảo sẽ giúp cho mọi người nhận thấy được rằng là cái việc mà chúng ta cài đặt một cái ứng dụng nó không rõ nguồn gốc, nó sẽ có một cái tổn hại như thế nào và người ta có thể lấy thông tin của mình một cách dễ dàng như thế nào mà mình cũng không hề có một sự hay biết nào. Nhiều khi địch nó ở xung quanh chúng ta không kỹ lưỡng thì thông tin của chúng ta đã bị lấy đi. Rồi, hy vọng rằng là qua video này sẽ giúp cho các bạn nâng cao được nhận thức về an toàn thông tin, cũng như là hạn chế những cái việc download những cái ứng dụng không rõ nguồn gốc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.